Xin chào và hoan nghênh các bạn đến với chương trình Nhà Nông Vô Địch. Trong chương trình này, mỗi người nông dân sẽ tham gia một thử thách và người giành chiến thắng sẽ được nhận giải thưởng Nhà Nông Vô Địch. Hôm nay, chương trình của chúng ta chào đón anh Su và thử thách của anh là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi là một loại virus lây nhiễm cho lợn nhà và lợn rừng. Bệnh không lây cho người, nhưng một khi con lợn đã bị nhiễm bệnh, nó sẽ chết. Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang khiến cho rất nhiều nông dân trên thế giới bị phá sản. Tuy nhiên, thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa bệnh này bằng cách thực hiện một số phương pháp an toàn, sinh học đơn giản. Nào, chúng ta hãy cùng tới xem anh Su làm việc ở trang trại nhé. Ôi, đúng là con virus như mình nghĩ đây ư? Đúng là nó rồi. Ôi không. Ôi, xin đừng cho lợn ăn thùng nước gạo này. Mang thêm lợn mới vào chuồng nữa ư? Trời đất ơi! Gì nữa đây? Anh ấy còn cho cả lợn rừng tự do và tìm thức ăn và giao phối nữa. Ôi trời ơi! Lợn của anh Su nhiễm virus rồi. Thôi được rồi, chúng ta hãy dừng lại ở đây và giúp anh Su ngăn ngừa chuyện này tiếp tục xảy ra nhé. Để kiểm soát được virus này, chúng ta phải kiểm soát được trang trại. Trước hết là phải làm một chỗ để quây đàn lợn lại. Chỗ quây này có thể làm bằng gỗ hoặc bê tông. Mục tiêu quan trọng của việc làm này là ngăn không cho đàn lợn tiếp xúc với những động vật khác. Bây giờ đến các bước tiếp theo. Những ai tới thăm trang trại của anh ấy đều cần phải làm theo các bước này. Khách vào khu chăn nuôi cần thay quần áo và giày trước khi tới gần đàn lợn. Tốt nhất, mọi người nên đi ủng và chỉ dùng đôi ủng đó cho riêng khu chăn nuôi này thôi. Mọi người cũng nhớ là phải rửa tay sạch bằng xà phòng nhé. Giờ thì hãy sục rửa đôi ủng vào dung dịch tẩy trùng ở lối vào. Nếu có hai chuồng lợn trở lên, thì các bạn cần sục đôi ủng lần nữa trước khi sang chuồng kia. Chúng ta luôn phải để riêng các dụng cụ và đồ dùng cho lợn và làm sạch chúng thường xuyên. Không bao giờ được dùng các dụng cụ và đồ dùng này cho mục đích khác tại trang trại, trừ phi là vẫn dùng chúng cho đàn lợn của bạn. Chúng ta sẽ không dùng nước rửa thịt lợn để nấu, vì nước này có thể đã bị nhiễm khuẩn. Do vậy, các bạn cũng không bao giờ cho lợn uống nước này. Nếu chúng ta muốn tận dụng thức ăn thừa của người cho lợn, chúng ta cần đun nóng trong 30 phút để diệt vi khuẩn. Sau đó, đợi đến khi thức ăn nguội, thì đem cho lợn ăn. Đừng bao giờ cho xe cộ vào trang trại các bạn nhé. Khi trang trại có lợn mới, thì các bạn luôn cần tách chúng ra khỏi những con lợn khác trong ít nhất 30 ngày. Sau đó, nếu chúng không có triệu chứng bị ốm, thì có thể cho chúng ở chung với các con lợn khác. Các bạn nhớ, không được cho lợn nái giao phối với lợn rừng hay với lợn ốm. Dù cho cô nàng có nài nỉ, thì các bạn cũng không được để cho nàng ta đi lang thang tìm bạn tình. Các bạn luôn phải cho cô nàng giao phối với một anh lợn nhà khỏe mạnh. Nhờ đó, nó sẽ khỏe mạnh và an toàn. Chỉ có vậy thôi, làm theo các bước đơn giản như trên là các bạn và anh Su có thể tránh được bệnh dịch tả lợn châu Phi cho trang trại của mình rồi.
vì chưa có vaccine hay bất kỳ cách nào để chữa bệnh dịch tả lợn châu Phi, việc hướng dẫn những người khác về các biện pháp an toàn sinh học này là rất quan trọng để tất cả các bạn đều trở thành nhà nông vô địch và bảo vệ đàn lợn của mình không bị bệnh dịch tả lợn châu Phi nhé.